Và đây là anh Côn. Thì anh Côn có sở trường đó là đá bóng. Nhưng mà làm clip thì anh sẽ làm về chủ đề gì? Nếu mà làm thì làm linh tinh gì. Thì anh Côn cũng thập cẩm đi, nội dung đi. Cả thể thao này rồi cả bắt cá, bắt cú gì, nói chung là nội dung thập cẩm nhé các bạn nhé. Các bạn là anh Côn là cũng không thấy có chủ đề gì nổi bật. Nhưng mà anh theo anh hướng của anh là anh thích làm chủ đề gì? Anh á? Ừ. Làm gì có chủ đề gì? Anh đang tập bóng chuyền độ. À, anh Côn thích bóng chuyền độ à? Thế à đúng rồi. Anh Côn là đang tập bóng chuyền, thích món gọi là trên đầu giò. À, không đánh tay, chỉ đánh tất cả các bộ phận trên cơ thể nhưng mà trừ tay ra anh Côn không đánh. Đó, chơi bóng chuyền độ nha các bạn nhá. Đúng rồi, anh Côn làm video làm gọi là làm YouTube liên quan đến bóng chuyền độ đi cũng được. Ok đấy. Cố gắng tập luyện nhanh nhá. Thì đây là kênh YouTube chính thức của anh Côn. Các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ anh Côn nhá. Đấy. Ấy à. Bây giờ đố anh Côn ấy. Đố anh Côn tâng bóng được bằng đầu 10 quả. Em điên à? Đố đây, một lần thôi. Rồi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ừ nhờ, giỏi ghê nhỉ. Thôi. Thế là biết tài rồi, thế thôi không quay nữa nhá. Tắt đi nhá. Tắt đi, này lại cười gì chứ. Tiền đố, anh tổ tẻ đấy. Sao chuyên cười này. Đố ăn côn thì anh làm sao mà đố được. Đố em, đố em không đánh được. Thì tưởng tượng là anh côn cũng tổ tẻ. Không ngờ anh ấy tắt bóng. Chuyên ngành đá bóng rồi, anh phải anh côn tổ tẻ. Nhà của anh Côn á. Ok mọi người bấm đăng ký kênh ủng hộ anh Côn nhá.